Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ và định hướng một chút về cái công cụ bán hàng trực tuyến cho các anh chị và các bạn để giúp các anh chị và các bạn khởi nghiệp dựa trên những cái sức mạnh sẵn có của những gã khổng lồ mà tôi gọi nó là bán hàng trên các website thương mại điện tử. Tức là sao ạ? Tức là bây giờ chúng ta có hàng hóa, chúng ta muốn bán hàng, chúng ta nhập hàng về, chúng ta sản xuất ra, đúng không ạ? Và chúng ta muốn tận dụng các kênh để bán thì đây là một kênh rất tốt để chúng ta có thể làm. Thì cái nhóm kênh này nó sẽ có những cái website như sau. Thứ nhất là các cái trang web chuyên về thương mại điện tử bán lẻ. Thứ hai là các trang web chuyên về thương mại điện tử bán buôn. Và thứ ba là các trang giao vặt và các cái trang mạng xã hội, trang diễn đàn, được chưa ạ? Thế thì các cái trang chuyên về thương mại điện tử bán lẻ thì các bạn có thể liên hệ với AD rồi Tiki, Lazada, rồi Sen Đỏ, rồi thì mua chung nhóm mua kiểu như thế. Những cái trang web thương mại điện tử để chúng ta đưa lên đấy, chúng ta kết hợp với họ, chúng ta bán hàng. Thì cái việc mà đưa lên đó được hay không thì phụ thuộc vào việc hàng hóa của các bạn là gì, chính sách chiết khấu ra sao, thì các bạn sẽ phải thương thảo hợp đồng với những người phụ trách của cái website thương mại điện tử đó. Thí dụ như thế này, trước đây là tôi có được mời cái thời mà chúng tôi còn đang làm cái công ty về giày dép trẻ em ấy. Như tôi đã nói với các bạn là tôi có khởi nghiệp với công ty giày dép trẻ em, đúng không ạ? Thì tôi được trực tiếp Lazada liên hệ để mời đưa sản phẩm của tôi lên web của Lazada bán. Cách đây cũng 5 năm rồi, lúc mà Lazada vẫn còn chưa mạnh như bây giờ. Thế thì họ liên hệ, họ gửi email cho tôi. Đấy, họ đòi hỏi những yêu cầu như thế này, theo hợp đồng. Thế thì bên chúng tôi sẽ đáp ứng những cái đòi hỏi đó được. Hai bên sẽ thảo luận về thời gian, tiền bạc, cách thức xây dựng. Thế là sau đó đưa hàng lên trên website và bán, đúng không? Đấy là quá trình hợp tác. Thế còn bán được hay không bán được, bán nhiều hay bán ít, lời lỗ thế nào thì ta không bàn vội, ta mới chỉ bàn đến cái chuyện là cái kênh như thế. Thế thì bây giờ là các bạn phải chơi cái bài là cọc đi tìm trâu, chứ không phải là trâu đi tìm cọc nữa, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ là như thế nào? Là các bạn trực tiếp liên hệ với họ, nói rằng là tôi có sản phẩm này, tôi có sản phẩm kia, tôi có giấy chứng nhận, bây giờ tôi muốn hợp tác với các anh chị để đưa lên website của anh chị bán, thì hãy hướng dẫn tôi thủ tục và ký hợp đồng. Thì họ sẽ liên hệ, đấy, chúng ta có thể gọi điện, gửi email, chat với họ, hoặc dùng các mối quan hệ để tìm kiếm. Thì có rất nhiều các website như vậy tôi đã liệt kê rồi, Lazada, AD rồi Tiki, Sen Đỏ, rồi thì Lotte, vân vân, đúng không? Đó là những cái website thương mại điện tử bán lẻ nổi tiếng. Thứ hai nữa là chúng ta có thể lên những cái website thương mại điện tử bán buôn. Thí dụ như là các cái trang chuyên về thị trường sỉ, thì đấy là một cái trang web mà các bạn có thể liên hệ vào, hoặc là rất nhiều các cái trang B2B tương tự như vậy, các bạn có thể liên hệ để đưa lên trên đó, biết đâu đấy chúng ta sẽ có những đơn hàng bán buôn hoặc bán lẻ. Nguyên tắc ở đây là chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của những gã khổng lồ, tức là chúng ta đưa hàng lên trên trang web của họ và chúng ta không mất chi phí gì ban đầu nhiều lắm. Nếu có mất thì mất một chút xíu thôi. Còn chỉ khi nào phát sinh đơn hàng thì họ mới lấy chiết khấu của chúng ta. Đấy, như vậy nó sẽ là rất là tốt cho cái quá trình bán hàng và kinh doanh và khởi nghiệp của chúng ta. Được chưa ạ? Và cái nhóm thứ ba mà tôi muốn nói đến là các cái nhóm về các trang giao vặt và các cái trang diễn đàn. Thí dụ như là chợ tốt, đúng không ạ? eBay, rồi mua rẻ, rồi rồng bay, rồi thì các cái trang diễn đàn như web trẻ thơ, làm cha mẹ, tinh tế, nhật tảo, ô tô fan, vân vân vân, kiểu như vậy. Chúng ta sẽ lên những cái trang diễn đàn đó, chúng ta post bài, chúng ta làm forum seeding, đúng không ạ? Chúng ta nuôi dưỡng các bài viết ở trên đấy, chúng ta tạo những cái giá trị trên cộng đồng. Hoặc là các bài giao vặt thì cũng có thể là tìm kiếm được qua sale, hoặc là những cái bài giao vặt có trả phí để được ghim lên trên những cái trang đầu tiên. Thí dụ như là khách hàng của tôi khi tôi tư vấn và đào tạo thì tôi có tư vấn là bán trên chợ tốt thì rất là nhiều đơn mà giá rất là rẻ, hợp lý. Mỗi ngày chỉ việc vào đăng tin, sau đó là ghim cái tin đấy, mất 1-2 tin nhắn, 5.000, 10.000 một tin nhắn gì đó, thì nó sẽ được hiển thị lên trên đầu. Và cái trang, những cái trang giao vặt như vậy họ có lượt truy cập rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể lập ra một cái danh mục rất nhiều các trang giao vặt khác để các bạn tìm hiểu làm sao những cái trang giao vặt nó phải phù hợp với cái sản phẩm và dịch vụ mà các bạn đang kinh doanh, đúng không? Tất nhiên là khi mà mình đăng lên, mình làm thì nó cũng sẽ mất thời gian, công sức. Cứ mỗi ngày phải up, viết vào trả lời. Đấy, tạo mưa, tạo gió trên các cái diễn đàn để mà hai bên trò chuyện với nhau, để mà người ta thấu hiểu và người ta tin tưởng. Dần dần người ta sẽ chuyển đổi thành người mua, đúng không? Thế một cái nhóm nữa là cái nhóm chuyên về các deal. Đấy, deal tiếng Anh nó gọi là những cái trang giảm giá đấy. Bán hàng theo kiểu là mua hàng theo nhóm, mua hàng chung, đúng không? Trong tiếng Anh người ta gọi đấy là mô hình thương mại Groupon.
Groupon. Groupon đọc nhanh Groupon. Thế thì Groupon đọc theo tiếng Pháp như vậy. Thì Groupon là gì? Là mình mua hàng theo nhóm, mua hàng theo hình thức là bán hàng số lượng lớn. Thì những cái trang trước đây nó rất là thành công, kể từ khi Facebook nó xoán ngôi và chiếm vị trí quan trọng tại thị trường Việt Nam, thì những cái trang như Mua Chung, Nhóm Mua, Hot Deal, Cùng Mua, Siêu Mua cái gì đó thì cũng bị xuống rất nhiều. Tất nhiên là vẫn còn sống sót. Thế nhưng mà so với cái cách đây khoảng 3 năm về trước, 4 năm về trước mà hồi mà chúng tôi bán những cái coupon hàng hóa ở trên đó, bán coupon mua giày dép quần áo của bên tôi nó rất là tốt, hàng nghìn người mua. Bây giờ thì nó khó hơn. Tuy nhiên là cái ưu điểm là chúng ta không mất chi phí. Đấy, chúng ta chỉ tốn một chút chi phí ban đầu thôi, nó rất là nhỏ. Khi nào có đơn hàng thì chúng ta mới phát sinh chi phí. Toàn bộ những cái ý tưởng của tôi là trong cái công cụ để cho các bạn khởi nghiệp, đấy là bán hàng mà không mất chi phí. Ngoài ra thì có thể sử dụng các cái trang thương mại điện tử ở trên nền tảng di động. Đấy, thí dụ như là ở Việt Nam thì có Shopee, các bạn có thể liên hệ với họ để đặt vấn đề bán hàng. Hoặc là ở thế giới, nếu mà các bạn muốn bán hàng ra thế giới thì có rất nhiều trang như là Amazon, như là Alibaba, đúng không? Đấy là tôi đang nói về góc độ bán. Thì còn góc độ mua hàng về thì các bạn đã có một cái bài học là các cách thức đánh hàng rồi. Thế thì cái câu chuyện như vậy để tôi muốn hướng dẫn cho các bạn là các bạn là có thể đưa hàng lên trên đó bán thông qua những cái hình thức là qua website thương mại điện tử bán buôn, website thương mại điện tử bán lẻ, website theo hình thức Groupon, các cái trang giao vặt và các cái trang diễn đàn. Thì đây là cái công cụ rất là tốt, nó có chứa hàng chục đến hàng trăm công cụ khác nhau, website khác nhau, thì chúng ta hãy lựa chọn những cái website phù hợp với chúng ta và liên hệ thật nhanh, thật hiệu quả, chào quyết liệt để chúng ta có thể có được đơn hàng. Vâng, thì tôi xin phép là giới thiệu sơ lược như vậy, bởi vì là tôi cũng không hướng dẫn chi tiết là bây giờ đưa hàng lên Lazada thì làm thế nào, đưa hàng lên Tiki thì làm thế nào, đúng không? Tôi không hướng dẫn chi tiết như vậy. Thì cái quá trình cách làm thì các bạn sẽ có thể là tự liên hệ với họ thông qua những cái phần liên hệ ở trên website, các bạn gửi mail qua, gửi mail lại, các bạn đàm phán. Thế còn nếu mà các bạn chưa làm được thì các bạn hãy hỏi tôi nhá, thì tôi sẽ hỗ trợ. Thế còn quan điểm của tôi về cái video CD này đấy là hướng dẫn cơ bản, định hướng để cho các bạn lóe lên trong đầu là à, có cái công cụ bán hàng như thế mà ta chưa khai thác, mà rất nhiều người đã khai thác được và thành công rồi. Thế thì chúng ta phải làm ngay thôi, đúng không? Rồi, thì tôi hy vọng rằng các bạn đã hiểu hết và nắm được những cái ý của tôi, cái việc là bán hàng trên các website thương mại điện tử dựa trên những cái sức mạnh của gã khổng lồ, đúng không ạ? Và cuối cùng là xin chúc các bạn thành công với các hợp đồng của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.